Đồng hồ cổ Giang Hằng xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em xin giao lưu và giới thiệu đến với các bác một chiếc đồng hồ KZ 8 gông 8 búa zin nguyên bản của Pháp các bác nhé. Vâng, và mã số của chiếc KZ này là mã số 32 các bác nhé. Chiều dài của nó là 68 và rộng 32. Vâng, một chiếc KZ zin nguyên bản với cái dáng thùng dài, mặt số vẽ 20. Quá đẹp và quá xuất sắc luôn. Vâng, cũng có nhiều bác thì cũng không muốn chơi hàng độ chế, muốn chơi cho mình, sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ zin nguyên bản. Thì hôm nay em xin giao lưu đến với các bác một chiếc đồng hồ KZ 808 búa hàng zin nguyên bản. Để mà nói thì một chiếc đồng hồ KZ này với cái dòng máy 8 thì nó cũng không kém một chiếc Odo 368 đâu các bác ạ. Mà giá tiền của nó thì chỉ bằng một nửa với cái số tiền của một chiếc đồng hồ 368, mà chất âm của nó thì quá hay luôn. Dòng máy máy xe to các bác nhé. Dòng KZ này của nó thì đặc trưng là phải là 8 gông đồng thì âm thanh rất hay và kêu. Chắc là nhiều bác cũng nắm được với cái dòng 8 gông 8 búa, mà cái thương hiệu của KZ này thì cũng biết rồi. Vì cái dòng KZ này mà 8 gông đồng thì âm của nó là quá xuất sắc luôn các bác ạ. Cũng không kém gì một chiếc Odo 368 đâu. Mà giá của nó thì hợp lý để cho các bác sở hữu một chiếc đồng hồ zin nguyên bản của Pháp các bác nhé. Và bên em giao lưu đến với các bác với chiếc đồng hồ KZ 808 búa hàng zin nguyên bản này. Em giao lưu với các bác với cái giá là 8,7 triệu các bác nhé. Và bác nào mà quan tâm mà muốn sở hữu một chiếc đồng hồ KZ với chất âm của nó cực đỉnh luôn, cũng không kém gì chiếc Odo 368, thì liên hệ cho em theo số máy 0350 005 943 là số Zalo bên em. Và mời các bác về giao lưu với đồng hồ cổ Giang Hằng bên em. Thì địa chỉ của em là thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Và em xin giới thiệu qua về một chiếc đồng hồ KZ này các bác nhé. Với cái dáng thùng dài và bề mặt thùng là hai bên nhập ni lốc các bác nhé. Hai bên nhập và ni lốc, kính suốt của nó quá đẹp luôn. Và cái thùng thì chạm đục trực tiếp lên bề mặt thùng các bác nhé. Vân đổi quần đối xứng hai bên và kính trắng thủy đây. Em sẽ quay gần chi tiết để cho các bác cùng ngắm chiếc đồng hồ KZ 8 gông 8 búa hàng zin nguyên bản các bác nhé. Âm quá hay luôn. Cái dòng KZ này thì nhiều bác cũng nắm rõ được là cái chất âm của chiếc đồng hồ KZ mà máy sai to này mà phải là 8 gông đồng thì âm nó quá là hay luôn. Đây em sẽ quay cận cảnh chi tiết cho các bác. Thùng không có cong vênh mọc mối gì các bác nhé. Thùng zin nguyên bản ạ. Tay nắm cũng còn zin nguyên bản luôn. Và tất cả bộ phận một chiếc đồng hồ KZ này là bên em đã tuyển chọn là thùng nó còn đẹp và chắc chắn không cong vênh mọc mối các bác nhé. Vâng, thùng họa tiết chạm đục hai bên bông hoa đối xứng các bác ạ. Vâng, thùng quá đẹp và lành tiết, và cái biểu tượng hai cái bên nhập nhập này nó bằng inox các bác ạ. Vâng, sáng choang và kính trắng thủy các bác nhé. Kính trắng thủy, mặt số vẽ hình triện của dòng máy đời KZ, có biểu tượng chữ logo của thương hiệu của KZ các bác nhé. Và em sẽ quay chi tiết vào bên trong thùng để cho các bác cùng chiêm ngắm những cái chiếc đồng hồ KZ với giá quá bình dân và hợp lý, mà âm thanh thì quá hay luôn, cũng không kém gì một chiếc Odo 368 đâu. Vâng, thùng lành tít các bác nhé, quá chắc chắn luôn. Có đầy đủ phụ kiện này, dắt chìa khóa còn đầy đủ các bác nhé. Và hai bên ngắt chuông đêm. Và cái mặt số này thì nó theo thời gian nhưng mà nó còn đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Người Pháp người ta dùng nhưng mà giữ được một chiếc đồng hồ mà nó còn đẹp và còn mới như này quả là cũng quý hiếm đấy. Và chiếc mặt quá còn đẹp lần đây. Em sẽ quay gần để cho các bác xem cái logo thương hiệu của đời KZ các bác nhé. Mà phải là 8 gông đồng thì âm nó mới hay. Vâng, âm quá hay mà giá thì bình dân hợp lý cho các bác. Một chiếc đồng hồ KZ 8 gông 8 búa hàng zin nguyên bản
cái chiếc thùng đẹp xuất sắc như thế này thì mà giá thì quá bình dân. Em sẽ tiến hành test chuông cho các bác. Kém thì một chiếc Ono 368 đâu, mà giá thì nó quá hợp lý, nó chỉ cho các bác để các bác có thể chơi một chiếc đồng hồ của Pháp là hàng zin nguyên bản các bác nhé. Thì em sẽ tiến hành rút máy ra để cho các bác cùng ngắm những bộ máy còn đẹp như vừa xuất xưởng luôn các bác ạ. Đây, bộ gầm gầm còn sáng choang các bác nhé, là có đầy đủ cả từ khóa chuông, khóa gông đây, zin nguyên bản của nó các bác nhé. Và các bác cùng ngắm những cái bộ máy nó còn vàng ươm như thường là còn trong xưởng luôn, mới vừa xuất xưởng, quá đẹp luôn. Bộ máy size to từ bánh răng, ổ cót và cái chất máy thì vô địch rồi các bác ạ, chạy quá khỏe luôn. Đây, bộ mặt cũng thế, bộ mặt còn giữ được, còn đẹp nguyên các bác nhé. Và cái logo thương hiệu của nó bề mặt biểu trưng có chữ logo của KZ. Và đây, bộ máy quá đẹp luôn, thì đã được bên em lau dầu, cần chỉnh hoạt động chạy ổn định được các bác nhé. Về các bác chỉ việc treo và thưởng thức cái âm thanh của 8 gông đồng, âm của nó rất hay luôn, từ bánh răng cũng có, tất cả còn giữ nguyên zin nguyên bản. Và cái dòng máy KZ này, dòng máy to này thì nó chạy quá khỏe các bác ạ. Chỉ là bên em đã vệ sinh lau dầu rồi, thì cần 1-2 năm các bác chấm dầu cho em thôi, còn máy chạy này thì nó là quá vô địch luôn, mà giá thì nó lại hợp lý cho các bác để các bác cùng thưởng thức và chơi những một chiếc đồng hồ zin nguyên bản của Pháp 8 gông đồng, rất hay, giá thì lại bình dân phù hợp cho các bác để các bác có thể sở hữu một chiếc đồng hồ Casio zin nguyên bản như thế này. Thì các bác quan tâm đến một chiếc đồng hồ KZ zin nguyên bản hình thức đẹp xuất sắc như này thì cứ liên hệ cho em theo số máy Zalo cho em, thì bên em sẽ gửi chi tiết và gửi hình thức cho các bác để các bác cùng ngắm những chiếc đồng hồ KZ đẹp xuất sắc như này mà giá lại bình dân thôi. Và các bác xem video này thì xin cho em một nút chia sẻ, một nút đăng ký ở bên góc phải để bên em luôn cập nhật những mẫu mã mới để đưa lên cùng giao lưu với các bác. Và em xin kết thúc video này.